Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa có xin được giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm mà hiện nay đang được rất hiện nay đang được ưa chuộng tại Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam đó chính là viên tinh dầu thông đỏ Samsung Megamax Vâng, đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta các bạn có thể nhìn thấy. Trong mỗi một hộp to như thế này thì gồm có 6 hộp nhỏ và mỗi một hộp nhỏ thì 30 viên. À, tại vì sao mà Ngọc Hoa lại nói rằng đây là một sản phẩm đang được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam? Bởi vì cây thông đỏ được theo từ điển đông y của Hàn Quốc thì cây thông đỏ là một loại thảo dược vô cùng quý. Nó có thể hỗ trợ điều trị tới 170 chứng bệnh trong của, của cơ thể con người các bạn nhé. Và cây thông đỏ thì được trồng với độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét. Độ tuổi của cây thông đỏ phải đạt tối thiểu từ 100 tuổi đến 200 tuổi thì họ có thu có thể thu hoạch lá để trưng cất ra những viên tinh dầu thông đỏ. Chính vì um, ở độ cao như vậy nên là cây thông đỏ được uh, hấp thu rất nhiều các cái dưỡng chất từ không khí cũng như từ đất đai. Nên trong lá của cây thông đỏ nó có rất nhiều các hợp chất vô cùng quý giá. Vậy thì khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ có công dụng và tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của các bạn thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây. Điều đầu tiên phải nói đến khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ, nó sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn giảm căng thẳng mệt mỏi, à, nó giảm các chứng đau như đau đầu, đau dây thần kinh tọa, à, các chứng suy nhược thần kinh cho cơ thể để uh, tăng khả năng tập trung khi chúng ta làm việc. Đặc biệt là đối với những người mà thường xuyên phải làm việc với áp lực cao, với uh, cường độ rất là lớn trong việc mình lao động trí óc thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ sẽ hỗ trợ cho chúng ta giúp chúng ta tập trung cho hơn trong công việc, tạo năng suất làm việc tốt hơn và minh mẫn hơn đối với những anh thường xuyên phải tiếp bia rượu đòi, thường xuyên phải gặp đối tác đi ký hợp đồng thì uh, khi mà chúng ta uống mỗi một ly rượu dù chỉ nhỏ thôi nhưng như thế là nó cũng đã gây ảnh hưởng đến lá gan của chúng ta rất là nhiều vậy thì khi các anh sử dụng viên tinh dầu thông đỏ nó sẽ giúp các anh tăng cường chức năng gan giúp um, chức năng gan thải độc tốt hơn ngoài ra thì nó sẽ giảm thiểu các vấn đề bệnh lý về gan như sơ gan gan nhiễm mỡ hay là viêm gan À, với những ai mà đang mắc bệnh máu nhiễm mỡ thì uh, các bạn nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ bởi cơ chế lọc máu của mình nên viên tinh dầu thông đỏ có thể loại bỏ toàn bộ các cholesterol xấu bám ở các thành mạch của chúng ta nên giúp mạch máu lưu thông tốt hơn giảm thiểu tối đa các nguy cơ mắc bệnh về tim mạch như là huyết áp cao sơ vữa động mạch vành hay là dẫn đến tai biến và đột quỵ vâng cũng chính nhờ cơ chế lọc máu này nên là khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ nó còn có thể điều tiết lượng đường trong cơ thể chúng ta nên hỗ trợ điều trị rất tốt dành cho những người bị tiểu đường. Nếu như ai đang ở tiểu đường tuyếp 2 tức là chúng ta chỉ sử dụng thuốc Tây Y kèm theo một chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý các bạn uống viên tinh dầu có thể đưa cái mức độ tiểu đường của mình xuống chỉ số cho phép. Với những ai mà đang phải tiêm insulin rồi thì chúng ta khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ sẽ giúp chúng ta tránh được tình trạng rối loạn tiểu đường cấp tính tức là tiểu đường của bạn lên quá cao hoặc xuống quá thấp những lúc đó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của các bạn. Ngoài ra thì đối với những ai là đang là bệnh nhân ung thư ạ vâng với cơ chế lọc máu nhưng mà ngọc hoa vừa mới nói thì nếu như bạn là bệnh nhân ung thư và bạn đang phải xạ trị hóa trị những tồn dư hóa chất trong người của các bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy đau đớn bị rụng tóc chán ăn nôn mửa vậy thì khi chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ nó sẽ đào thải các cái độc tố hóa chất còn tồn dư trong cơ thể chúng ta nên làm cơ thể chúng ta sẽ bớt đau đớn hơn đỡ mệt mỏi và tránh, uh, trường hợp bị rụng tóc cũng giảm đi rất nhiều ngoài ra thì nó cũng giúp cho chúng ta là à, làm chậm đi quá trình phát triển của tế bào ung thư sang các cơ quan khác của cơ thể uhm, đó là một số các tác dụng chính À, vâng à, còn với chị em phụ nữ thì sao ạ khi mà chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ việc ngoài việc uống sẽ giúp cho lá gan của chúng ta tốt hơn nên sẽ giảm thiểu các vấn đề như mề đay mẩn ngứa hay là mụn trứng cá thì nó còn giúp cho chúng ta có một làn da căng hồng sáng đẹp mịn màng và làm mờ các vết nám tàn nhan, đồi mồi nếu như chúng ta sử dụng viên tinh dầu thông đỏ để massage một tuần từ 2 đến 3 lần Vâng, à đấy là toàn bộ những công dụng rất là tuyệt vời của viên tinh dầu thông đỏ. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Mega Max như thế nào cho hợp lý nhất nhé. Vâng thưa các bạn, đây chính là hộp tinh dầu thông đỏ Samsung Mega Max của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy ngay nhà sản xuất của chúng ta ở đây chính là Samsung Farm. À, công ty được thành lập vào năm 1929. Và một hộp Samsung Mega Max thì sẽ có 180 viên. Mỗi một viên sẽ nặng là 500 mg và chúng ta sẽ nhìn thấy không chỉ là biểu tượng của nhà sản xuất uh, Samsung ở đây mà còn có các chỉ số ISO 9001 cũng như là các chỉ số khác uh, được chứng nhận bởi tập đoàn Samsung. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem mặt đằng sau nhé. Mặt đằng sau các bạn có thể nhìn thấy đây chính là hạn sử dụng cũng như là mã vạch để chúng ta check và hai bên đầu của sản phẩm đều có tem niêm phong hai đầu của nhà sản xuất các bạn nhé và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được liều lượng sử dụng cũng như là thành phần bên trong của uh, viên tinh dầu thông đỏ Samsung Mega Max bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ bóc sản phẩm ra cho các bạn xem. chúng ta sẽ có một tờ giấy giới thiệu về viên tinh dầu thông đỏ Bên trong thì sẽ gồm có 6 hộp nhỏ như thế này ạ Và mỗi một hộp thì sẽ có 30 viên Mỗi một viên sẽ nặng 500mg Và chúng ta sẽ có tất cả là 5 vỉ các bạn nhé 5 vỉ, mỗi vỉ 6 viên Tinh dầu thông đỏ Megamax Vậy liều dùng chúng ta sẽ dùng như thế nào cho hợp lý nhất? À, một ngày các bạn sẽ uống hai viên à, uống trước hoặc sau ăn 30 phút đều được không ảnh hưởng gì đến cho các bạn nếu như bạn bị huyết áp thấp thì chỉ nên uống mỗi ngày một viên nếu như bạn đang có vấn đề về dạ dày thì phải uống sau ăn 30 phút à, nhưng phải nhớ một điều đấy là khi các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ thì các bạn cần uống nhiều nước mỗi một lần uống viên tinh dầu thông đỏ các bạn cần uống từ 200 đến 200 ml nước bởi vì nước chính là nguồn dẫn viên tinh dầu thông đỏ đi khắp cơ thể giúp bạn đào thải các độc tố cũng như là loại bỏ các mảng cholesterol xấu bám trong cơ thể của các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ uống nhiều nước để giúp tác dụng của viên tinh dầu thông đỏ trong quá trình giải độc được phát huy tốt hơn. Vâng vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Mega Max. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Điều đó đã tạo nên uy tín của Cora Shop 24 giờ trên thị trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Và với uy tín của mình thì Cora Shop 24 giờ luôn luôn có những chính sách cũng như cam kết đồng hành cùng với khách hàng. Thứ nhất, bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Nếu như bạn ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng hơn nữa tại cora shop 24 giờ luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình vâng chúng tôi có thể tư vấn phục vụ các bạn 24 trên 24 không chỉ là về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ samsung megamark mà còn về tất cả các sản phẩm hàn quốc khác mà bạn đang quan tâm cũng như chế độ dinh dưỡng và tập luyện sao cho phù hợp với sức khỏe và công việc hiện tại của bạn thứ ba Uh, bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Đấy là quy định của chúng tôi. Khi bưu um, điện hay là khi uh, nhân viên giao hàng đến cho bạn, bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Và điều quan trọng thứ tư, đấy là Korea Shop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng. Nếu bạn bóc ra sử dụng và phát hiện Sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại là trong vòng 7 ngày nhé, kể từ lúc bạn nhận được hàng, nếu bạn bóc sản phẩm ra sử dụng và phát hiện ra hàng mình nhận được không đúng với những gì mà Ngọc Hoa đang nói thì bạn được phép đổi trả hàng cũng như hoàn tiền ngay lập tức. Vâng, đấy là những chính sách cùng như cam kết mà siêu thị Hàn Quốc của Shop 24 giờ luôn luôn đồng hành cùng với cả các bạn. Vậy thì làm thế nào để mình có thể sở hữu trong tay dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Samsung Mega Max rất ý nghĩa không chỉ cho sức khỏe của bạn mà còn cho người thân của chính gia đình bạn đây? Thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn ba cách đơn giản sau. Cách thứ nhất, các bạn hãy gọi điện ngay vào số hotline 0979 149 256 ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn toàn bộ về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ Mega Max và cách sử dụng như thế nào cho hợp lý nhất với sức khỏe cũng như là công việc hiện tại của bạn cũng như là chúng ta phải có chế độ ăn uống tập luyện ra sao để cơ thể của chúng ta thật khỏe mạnh vâng và cách thứ hai rất đơn giản thôi các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video này kích vào đường link ngọc hòa đã đặt ở đó và các bạn có thể truy cập ngay vào website corashop 24 h com tại đó các bạn có thể đặt mua hàng nhanh chóng cách thứ ba đấy là các bạn hãy qua ngay trực tiếp siêu thị hàn quốc quora Shop 24 h khi các bạn qua trực tiếp siêu thị hàn quốc quora Shop 24 h tại hà nội các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà cũng như chương trình ưu đãi đặc biệt vâng vậy là chỉ với ba cách đơn giản vậy thôi là các bạn đã sở hữu trong tay mình dòng sản phẩm tinh dầu thông đỏ samsung mega max rồi nó là một sản phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe của bạn mà còn cho người thân cũng như cho đối tác đồng nghiệp và những người thân yêu của bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau ngọc hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ, các bạn hãy kích vào danh sách tắt phía bên phải của Ngọc Hoa và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ ở phía bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 h Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ.